Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người qua ải boss khó 18 này. Đây là con boss ở trong phần cốt truyện nha. Ác này là ác của một bạn fan. Thì bạn ấy nhắn tin cho mình cũng nhiều, cứ cằm giảm mãi bảo mình đi hộ cho bạn ấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ ngoại lệ, nói chung là đi giúp bạn ấy thôi, chứ mình cũng không có thời gian mà để giúp mọi người đâu. Và mình sẽ hướng dẫn đi combo này nha. Đầu tiên là cầm cận chiến, nếu mà thấy nó làm như thế này cứ cầm cận chiến. Đấy, phát nó mà chuẩn bị lao phát là mình phải chạy sang bên sang hai bên ngay, không là chết đấy. Nếu bạn không có VIP thì trước khi nó chạy là phải chạy ra xa nó thật là xa vào. Rồi, bây giờ nó nhảy lên thành, nó bắn đạn lửa, nó bắn tên lửa này. Đấy, đi dần dần và đi tiến về nó và đi xa dần. Rồi, nó bắn tiếp này, lại đi xa này, lại đi ra ngoài này. May cái ông này ông có khẩu tôm sơn thường này, chứ không trong cái app của người ấy chả có khẩu nào nó liên quan đến bắn bóp cả. Rồi, nó mà lao thì cầm cận chiến, chạy sang bên ngang. Mà vấn đề là phải trước khi nó chạy là phải đi, phải cách xa nó nhá, để chạy cách xa nó đấy. Nên mình biết cái hướng di chuyển của nó, nó mà lao đầu chỗ nào thì mình sẽ có thời gian để mình chạy ra chỗ khác thôi. Cái con này nó có mỗi cái lao đầu là cái nguy hiểm nhất này. Rồi cầm cận chiến chạy ra ngang, có một cái lao đầu là nguy hiểm nhất thôi, chứ còn đâu là chả có gì đáng sợ cả. Rồi anh em cứ dùng mẹo là thắng ngay mà, chứ cũng không có vấn đề gì đâu. Nào, cứ giã thẳng đầu là tốt nhất là cứ đi ra xa đi, tốt nhất là cứ đi ra xa đi. Nào mày xông vào đây, mày hút ông đi. Nó mà nhảy như thế thì thôi, cứ di chuyển thật là linh hoạt vào, chứ đừng đứng một chỗ, nó mà nhảy là cũng chết đấy. Nó đi gần như thế này mà là đấm này, đấm thì mình chạy sang ngang thôi, rất là dễ. Đây, giờ nó sẽ bắn này, chuẩn bị nó lao này. Mình cứ phải đi cách xa để phòng. À, mày lao không đi? Mày lao chưa? Rồi, còn có mấy chục giây thôi, tranh thủ lúc có nhảy thì thôi mình ra mình lấy đạn. Rồi, em đang định làm gì em ơi? Rồi, không nhảy à? Không lao đầu à? Rồi anh sẽ đi ra, đi ra xa anh bắn. Nào, lao đầu này, lao đầu đi. Lao đầu đi lại, đấy, thấy chưa? Cứ đi ra xa thật nó được. Và cố gắng cứ giáp thẳng vào đầu ấy. Ai mà có rách mơ thì bắt buộc phải đứng gần. Ai mà không có khẩu đó PK hoặc là khẩu gì ví dụ mà Vida Game tặng cho mấy khẩu như là để bắn boss đi thì cố gắng tranh thủ đi thôi. Dùng mẹo mà đáng, còn 10 giây, còn 10 giây, còn 10 giây, còn 10 giây, 7 giây. Rồi chết đi em ơi. Rồi, hồi trước đến giờ mình cũng chưa đi boss cho ai cả, tại vì ông này ông cảm giảm mãi, với cả mình cũng có một ít thời gian thì thôi đi hộ cho ông ấy. Bảo đi hộ cho ông ấy lấy cái khẩu RPK. Trời ơi, ông lại bảo mình chảnh chó quá. Trời, ông nói câu thế là mình tự ái luôn. Đây, rồi còn mấy cái bán này tự đi nhá. Có vẻ khó thôi nhưng mà tự mình đi thì nó mới có ý nghĩa. Thế nhờ, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.